Dạ vâng em Tiến, xin chào toàn thể các nhà mình đã quay trở lại video mới nhất của đồ gỗ Trung Kiên chúng em ngày hôm nay. Thì hôm nay em Tiến cũng đã hoàn thiện xong một siêu phẩm đấy, được chế tác trên dòng gỗ bách xanh Mộc Châu của mình nhá. Đấy, một siêu phẩm bát tiên du xuân của mình ạ. Các mình cùng ngắm cho em dai đấy, từng những chi tiết lét đục đấy, kênh bong sắc lét nhất đấy, và em sẽ báo luôn kích thước cho toàn thể các nhà mình có thể cân đối luôn được tác phẩm này của em Tiến không ạ. Đấy, với chiều cao là 1m75, ngang 1m2 và sâu đến 60. Đấy, tặng kèm kỷ luôn cho các nhà mình có bánh xe cho các nhà mình có thể dễ di chuyển hơn đấy, trong không gian gia đình mình đúng không ạ. Đấy, bác các nhà mình có thể ngắm này. Đấy, bát tiên du xuân thì đúng là mong cầu một đời người đúng không ạ. Mỗi ngày thì có một vẻ khác nhau. Đấy, ngày thì mang sức khỏe đến cho chúng ta, ngày thì tài lộc, đấy, ngày thì mang hạnh phúc, đấy, vân vân rất là nhiều đấy, ý nghĩa trong tác phẩm này của em Giai. Và các bác nhà mình cùng theo dõi đấy, em Giai đã quay gần đấy, cho các bác nhà mình ngắn cận cảnh chi tiết đấy, những cái lét đục được kênh bong sắc lét đấy, được bác nghệ nhân bên em thổi hồn vào tác phẩm đúng không ạ. Và các bác nhà mình đã ngắm kỹ cho em Giai tác phẩm này chưa ạ? Nếu mà ngắm kỹ cho em Giai tác phẩm này rồi mà đã muốn sở hữu cho em Tiến tác phẩm này thì hãy liên hệ ngay với đường dây nóng bên em là 0836776688. Đấy, và em xin chào toàn thể các bác nhà mình đấy, cảm ơn toàn thể các bác nhà mình đã theo dõi xuyên suốt video của em Giai ạ.